Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà ba mươi tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh minh đường tử vi chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị trong nội dung video ngày hôm nay mà ba mươi tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị đó chính là nội giống như sau. Chấn động cuộc đời tuổi canh tí sinh năm 1960, năm 2024 âm lịch, gặp vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn lao tới, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của. Đoán xem số mạng canh tí, mạng thổ là đất có nhiều người đi, nếu xin mùa hạ lo chi, nhiều người giúp đỡ hiếm gì tình thương, canh tí tâm tín hiền lương, dân ai làm giữ nghĩa thương lại người, nhưng mà cách trở mẹ cha ly hương tổ quán sau này mới nên số này cốt tướng ít trường tu nhân tích đức không thì quy tiên nhỏ thời cầm của không bền ngày sau mới khá trở nên vinh quyền tuổi này hậu vận về sau vinh hoa phú quý thành thơi an nhàn quý cô bác anh chị thân mến một năm mới tới thì ai cũng mong cầu cho mình và người thân nhận được thật nhiều may mắn xuân sẻ và thành công trong chương trình ngày hôm nay Canh minh đường tử vi rất hoan hỷ được chia sẻ cho quý cô bác vận trình tử vi tuổi canh tí sinh năm 1960 trong năm 2024, đầy đủ tất cả các phương diện, và để cho một năm 2024, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, thì quý mệnh chủ canh tí nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ vận may nào nhé. Quý cô bác canh tí thân mến, các chuyên gia tử vi đã xem tổng quan tử vi của quý cô bác trong năm 2024 thấy rằng xét theo can chi, ngũ hành. Đối với nam mạng, xét về thiên can thì canh gặp giáp tương khắc, sức khỏe có thể giảm sút, cô bác nên chú trọng đến việc nghỉ ngơi nhiều hơn trong thời gian này. Xét về địa chi, thìn tí gặp thìn, lâm cục diện nhị hợp thái tuế, vận khí hanh thông, tinh thần bản mệnh vô cùng phấn khởi, gia đạo hài hòa, cuộc sống ít phiền muộn, tiền bạc cũng khá dồi dào, công việc làm ăn suôn sẻ. Còn xét về ngũ hành thì bản mệnh và lưu niên tương sinh, có đau ốm cũng dễ gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, không mắc bệnh quá nghiêm trọng, việc khó có quý nhân giúp đỡ, đời sống tinh thần phong phú. Tiểu kết, tử vi tuổi canh tí nam mạng trong năm 2024, nhìn chung khá cát lành và may mắn, dù sức khỏe có thể giảm sút nhiều, bệnh vặt khó tránh, nhưng không mắc bệnh nghiêm trọng, có bệnh cũng được chữa trị kịp thời, cuộc sống ít phiền muộn, gia đạo thì hài hòa, tiền bạc khá rủng rỉnh, tiêu pha không phải nghĩ ngợi. Tiếp theo là đối với nữ mạng. Xét về ngũ hành, thưa quý vị, năm 2024 là hành hỏa, với người sinh năm canh tí 1960 hành thổ là tương sinh nên rất tốt. Điều này báo hiệu rằng năm 2024, nữ mạng sinh năm canh tí 1960 sẽ gặp được nhiều điều may mắn, bản mệnh có thể mở rộng kinh doanh trong năm này. Xét về thiên can thì người sinh năm canh tí 1960 có thiên can canh thuộc hành kim, gặp năm giáp thìn, thiên can giáp thuộc hành mộc nên quan hệ tương khắc. Điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh không tốt cho lắm, bất hòa trong gia đình khó có thể giải quyết, tin vui là có thể sẽ gặp hỷ sự, trong gia đình hoặc bạn bè có thêm thành viên mới. Xét về địa chi, tử vi canh tí 1960 nữ mạng, năm 2024 báo tin vui, khi địa chi tí của chủ mệnh tam hợp với địa chi thìn của năm 2024, sức khỏe tinh thần của bản mệnh trong năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, có thể gặp quý nhân, cuộc sống được cải thiện hơn. Xét về cung phi, thì cung phi khôn, thuộc hành thổ, gặp cung phi chấn thuộc hành mộc, là họa hại. Do đó, tử vi canh tí 1960 nữ mạng năm 2024 có thể gặp chuyện không may mắn, nhiều thị phi, vì vậy bạn không nên thay đổi công việc trong năm này và tự mình vượt qua khó khăn. Tiếp theo đây, xin mời quý cô bác cùng đến với vận trình tổng quan tử vi năm 2024, tuổi canh tí, trên các phương diện như sau. Quý cô bác anh chị thân mến, tử vi năm Giáp Thìn 2024 nhận định, bước sang năm mới, vận trình của cô bác tuổi canh tí đã có những khởi sắc trông thấy. So với tử vi năm 2023 trước đó xô tan không ít mây mờ để đón lấy những tia sáng mới, tình trạng sa sút của năm ngoái gần như đã bớt đi nhiều phần. Vận khí của cô bác tuy chưa thực sự thăng hoa, nhưng cũng được coi là ổn định, không có quá nhiều thăng trầm, nhưng cũng thiếu đi sự đột phá. Bản mệnh cần chú trọng quản lý bản thân, nâng cao năng lực Cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được vận trình. Do được cục diện tam hợp che chở nên có thể hóa giải phần nào vận xui trong năm cuối phạm tam tai, dù vậy cô bác vẫn nên có sự thận trọng, chớ nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống để giữ may mắn bên cạnh nhé. Dưới đây là những nhận định chung nhất về tử vi của quý cô bác tuổi canh tí 2024 ở các phương diện quan trọng cuộc sống. Phương diện sự nghiệp của quý cô bác tuổi canh tí nhìn chung có những điểm sáng đáng kể trong năm giáp thìn 2024, dù thách thức vẫn còn nhưng cũng không phải là không có cách xử lý. Cô bác cần phải cố gắng điều chỉnh tâm lý và dần dần thích ứng với nhịp điệu và sự thay đổi của năm nay, cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt và phát huy tới đâu lại phụ thuộc vào bản thân mình, chỉ cần cô bác tập trung phát triển lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn cô bác sẽ gặt hái được không ít thành tựu. Diễn biến tài lộc của quý cô bác trong năm mới 2024 có nhiều tín hiệu tích cực, nhờ hàng loạt tài tinh chiếu mệnh, việc kiếm tiền khá suôn sẻ, cũng được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi, dù vậy cô bác vẫn nên chú ý tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt kẻo phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Phương diện tình duyên, gia đạo của quý cô bác tuổi canh tí ít có biến động lớn mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng bình lặng ít sóng gió đó cũng có thể coi là một điều đáng mừng người độc thân có một vài cơ hội tình cảm nhờ sức hút tăng vọt tuy nhiên nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm và tiền bạc tuy nhiên trong năm cuối phạm tam tai này lại có một vài hung tinh tác động xấu đến sức khỏe cô bác tuổi canh tý vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận rèn luyện tùy sức sinh hoạt khoa học và điều độ để gìn giữ sức khỏe bên cạnh đó cô bác cũng nên chú ý khi đi lại tránh va vấp gây tai nạn Thưa quý cô bác anh chị tuổi canh tí, để có một năm thuận lợi và may mắn thì thường vào đầu năm mới gia chủ sẽ chọn tuổi sông nhà. Vậy năm 2024 này, quý tín chủ tuổi canh tí sẽ chọn tuổi nào là phù hợp nhất, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tục lệ xem tuổi sông nhà vốn được coi là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt. Người xưa tin rằng, vị khách sông nhà đầu năm nếu hợp tuổi với gia chủ, sống đức độ, liêm chính thì sẽ mang đến tài lộc dồi dào cho gia đạo. Quý cô bác tuổi canh tí 1960 nên chọn tam hợp thân, ý, thìn, hoặc nhị hợp sửu ý, để sông nhà, những tuổi này có thể giúp gia tăng vượng khí, chấn an tinh thần gia chủ. Ngoài ra, xét theo ngũ hành, người mệnh hỏa hợp với nữ mạng mệnh thổ, rất thích hợp để sông đất đầu năm, cụ thể, những người hợp tuổi sông nhà cho gia chủ tuổi canh tí bao gồm. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 tuổi canh thân sinh năm 1980, tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, tuổi mậu thân sinh năm 1968, tuổi ất tỵ sinh năm 1965, tuổi canh tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, khi chọn tuổi sông nhà, chủ yếu thì tuổi nào cũng đều có thể đến sông nhà, miễn sao là người đó có lối sống lành mạnh, thiện lành, tử tế thì đều sẽ mang tới cho gia chủ nhiều điều tốt đẹp quý vị nhé và dưới đây là vận trình chi tiết tử vi tuổi canh tí 2024 trên các phương diện. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi canh tí năm 2024 Xét về vận trình sự nghiệp, các khí từ tam hợp cục cho thấy, người tuổi canh tí sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào năm 2024, có nhiều cải thiện rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt. Đừng quên cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Khi bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức, cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Nếu như trong năm 2023 trước đó, bản mệnh đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kiềm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn, thì khi bước sang năm Giáp Thìn 2024, tình trạng bế tắc đó gần như không còn quá ảnh hưởng đến bạn. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở canh tí chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ. Nhìn chung, năm 2024 này sẽ thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của canh tí, chỉ cần bạn không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào năm 2024. 2. Tử vi tài lộc tuổi canh tí Xem tử vi năm 2024 tuổi canh tí về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh trong năm giáp thìn đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ, càng sông sáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Được cả hai tài tin là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong năm 2023 trước đó, tài lộc của canh tí vốn khá ảm đạm, việc chính không suôn sẻ mà việc phụ cũng chẳng đem đến lợi nhuận là bao, khiến thu nhập chững lại. Một vài dự án đầu tư mùa quán trước đó cũng khiến con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng cuối cùng như muối bỏ biển, công sức như dã tràng. Thế nhưng khi bước sang năm 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm. Theo đó canh tí sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà canh tí đã dành công sức vun vén bấy lâu. Do đó bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó, đừng vì chút chuyện mà sinh nóng này, cáu giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm, Tử Vi năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Canh Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kẻo lao đao đồng thời bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt, trong năm nay nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm. Chớ nghe lời rủ dê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng cần thiết, kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. 3. Tử vi tình cảm, Gia đạo tuổi canh tí năm 2024 Nhìn chung vận trình tình duyên của người tuổi canh tí sẽ tương đối bình ổn vào năm giáp thìn 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng nhưng nó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi yêu nhau trải qua một thời gian tìm hiểu, có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong năm nay, dù giữa hai bạn vẫn còn có những khúc mắt xảy ra. Nhưng chỉ cần đôi bên kiên nhẫn, bao dung và biết đặt mình vào vị trí của đối phương thì đích đến hạnh phúc đang ở ngay trước mắt hai bạn. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái, đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình, đây là điều cần cải thiện sớm, bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến nhân duyên nở rộ. Điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Người tuổi canh tí đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc để không phát sinh tình cảm ngoài luồng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân và bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí có người còn có thể đi tới hôn nhân ngay trong năm 2024 này. Với sức hút tự nhiên của mình, cùng với sự khéo léo và tinh tế, Tuy công việc bận rộn nhưng người độc thân vẫn có thể quen biết nhiều bạn khác giới hơn trong các dịp xả giao, vui chơi giải trí, từ đó tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Dù vậy, bạn vẫn nên dùng lý trí khi yêu, đừng để những quyết định bồng bột, cảm tính làm mờ mắt, có khi còn bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Lưu ý rằng, đào hoa tăng mạnh đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, chớ vì muốn chứng minh sức hút của mình mà có ý định trêu đùa với tình cảm của người khác nếu không có ý định tiến tới. Hãy rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu. 4. Tử vi sức khỏe tuổi canh tí năm 2024. Xem tử vi tuổi canh tí năm 2024 về phương diện sức khỏe cho thấy, trong năm giáp thìn canh tí vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng năm cuối của tam tai, lại có các hung tinh Bạch Hổ và Ngũ Quỷ tác động, tình hình sức khỏe của canh tí vẫn có nhiều điều phải lưu tâm, mặc dù thể chất của đa số người tuổi canh tí khá lý tưởng, nhưng khó tránh một vài triệu chứng khó chịu. Tuy có thể chỉ là bệnh vặt nhưng cứ chủ quan để bệnh kéo dài vẫn có thể gây nguy hiểm. Năm 2024 cũng là giai đoạn khá bận rộn với con giáp này, khối lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca, càng làm gia tăng áp lực lên cơ thể, nếu lúc này bản mệnh không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến cơ thể quá tải, sức đề kháng suy giảm, đổ bệnh lâu ngày mới khỏi, hoặc dẫn đến các bệnh mãn tính, vì vậy trong năm 2024 Người tuổi canh tí cần chú ý cân bằng thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng ngừa bệnh tật, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn uống ngủ nghỉ điều độ và khoa học, đặc biệt là vào mùa đông xuân, thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh tranh chấp với người khác khi ra ngoài đi công tác để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân, từ đó ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần hoặc có xô sát hại thân. Tiếp theo xin mời quý vị đến với phần luận giải tử vi tuổi canh tí năm 2024 với nam nữ mạng. Riêng đối với nam mạng. Bản mệnh sinh ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961 dương lịch, thuộc tuổi canh tí, cầm tinh con chuột. Người tuổi canh tí có thiên can canh kết hợp với địa chi tí, mang ý nghĩa lương thượng chi thử, tức chuột trên xà, nam sinh năm 1960 thuộc mệnh thổ. Bích thượng thổ. Năm 2024 Giáp Thìn là năm mệnh hỏa, theo quy luật ngũ hành, hỏa sinh thổ, như vậy mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên cang canh tương xung với can giáp, địa chi tí tam hợp với thìn. Bước sang năm 2024, sự nghiệp và cuộc sống của nam mạng tuổi canh tí 1960 sẽ có sự thay đổi, công việc không còn là sự ưu tiên hàng đầu, thay vào đó bản mệnh dành phần lớn thời gian cho đời sống tinh thần và tình cảm gia đình. Tổng quan tử vi nam canh tí 1960 trong năm Giáp Thìn, ổn định trên phương diện sự nghiệp, mệnh chủ cần chú ý hơn các vấn đề liên quan đến sức khỏe và mối quan hệ gia đình, trong năm này, nam tuổi canh tí sẽ gặp được quý nhân phù trợ, bạn tốt giúp đỡ. Trong năm 2024 này, đôi lúc canh tí nam mạng phải đối mặt với một số rắc rối, trục trặc, nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan, quá tin tưởng người khác, nhưng nếu nam tuổi tí 1960 bình tĩnh giải quyết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, tốt đẹp. Tình hình tài chính của Nam Canh Tý trong năm giáp thìn không có gì đáng lo ngại. Nếu mệnh chủ duy trì thói quen sống giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, ở độ tuổi xế chiều, Nam Mạng tuổi Canh Tý nên có kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân nhiều hơn. So với việc lo nghĩ cho người khác, bản mệnh có thể dành ra một khoảng dưỡng già ngay từ bây giờ. Cuộc sống hôn nhân của mệnh chủ cũng khá yên ấm, tuy rằng trong đời sống thường ngày khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời nhiều hơn, nam chủ tuổi canh tí có thể dễ dàng giải quyết những xung đột này. Bước sang năm 2024, bản mệnh đôi khi sẽ phải lo nghĩ cho các vấn đề liên quan tới gia đạo. Cách tốt nhất để gia đình êm ấm, hạnh phúc là dành thời gian bầu bạn, sẽ chia với con cháu để rút ngắn khoảng cách. Tin vui gõ cửa gia đạo nam mạng 1960 canh tí trong năm này, có thể là thêm người thêm của. Đây cũng là cơ hội giúp tình cảm giữa mọi người trong gia đình thêm bền chặt, đoàn kết ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất với bản mệnh sinh năm 1960, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều nếu quý ông tuổi canh tí duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc, bản mệnh nên tránh làm việc nặng, vận động quá sức, sau ngày dài làm việc có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Đối với nữ mạng. Thưa quý vị nữ tuổi canh tí sinh năm 1960, nhờ sự chăm chỉ làm việc trong nhiều năm mà bước sang tuổi 65 đã có một quỹ đạo công việc ổn định, vững chắc, nếu tiếp tục duy trì công việc, sự nghiệp của bản mệnh sẽ không có gì biến đổi. Tuy nhiên, nếu muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân, canh tí nữ mạng có thể phải chuyển giao một phần công việc cho người khác. Nhìn chung cuộc sống của bản mệnh trong năm 2024 Giáp Thìn khá yên ấm, nữ mạng tuổi canh tí sinh năm 1960 nên lưu tâm hơn vấn đề sức khỏe, hạn chế vận động mạnh, làm việc quá độ gây hao phí sức lực, ngoài ra cần kết hợp chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý. Nếu nữ mạng sinh năm 1960 là người chu toàn, cẩn thận thì tình hình tài chính trong năm 2024 Giáp Thìn không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chưa có sự chuẩn bị bản mệnh nên sớm tiết kiệm một khoảng dự trù cho bản thân Canh Tý nữ mạng là người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu gia đình do đó nếu cần đến một khoảng tiền lớn bản mệnh nên hỏi ý kiến người thân bàn bạc trước khi đưa ra quyết định hạn chế vay mượn tiền bạc với những người không đáng tin cậy nữ mạng tuổi Canh Tý 1960 nên để tâm tới cảm xúc của người bạn đời nhiều hơn khi xảy ra mâu thuẫn thay vì nổi nóng hãy giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề bản mệnh là người biết lắng nghe, chia sẻ nên có thể dễ dàng hóa giải mọi hiểm khích. Bước sang năm 2024 giáp thìn, gia đạo không còn là nỗi lo của canh tí nữ mạng, con cái trưởng thành, yên bề gia thất, tinh thần bản mệnh phần nào cũng nhẹ nhõm và thanh thản hơn để gắn bó tình cảm gia đình, bản mệnh nên dành thời gian sẽ chia, bầu bạn với con cháu nhiều hơn. Tuy nhiên, ở độ tuổi 65, bản mệnh cần quan tâm và chú trọng đặc biệt tới sức khỏe để tránh những bệnh về xương khớp, nữ tuổi canh tí nên tập thể dục đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Không chỉ rèn luyện thể chất, bản mệnh cũng cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, tham gia thêm các hoạt động xã hội công ích hành thiện tích đức để đón nhận phúc phần cho con cháu, gia môn. Tổng kết tử vi tuổi canh tí năm 2024 so với tử vi tuổi canh tí năm 2023 dưới sự trợ lực lớn lao từ cục diện tam hợp thái tuế sang năm giáp thìn 2024 đương số đón nhiều thuận lợi hơn cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, tuy nhiên chưa đến mức thăng hoa mọi bề. Mặc dù vận trình xuyên suốt năm 2024 không phải lúc nào cũng thuận lợi do tác động cùng lúc của vận cuối tam tai và một số hung tinh, nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi trạng, nhất là khi vận khí hanh thông, gặp đúng thiên thời là cơ hội tốt để bứt phá, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. Thêm một chút lưu ý về hạn tam tai năm cuối, dù mức độ ảnh hưởng đã nhẹ hơn trước, nhưng người tuổi canh tí cần lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm nay, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi. Và cuối cùng là phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi canh tí trong năm 2024, dù năm 2024 được đánh giá là năm khá cát lành với người tuổi canh tí nhưng không vì thế mà chủ quan khinh suất vẫn còn một vài nốt trầm khi hung tin tác động để hạn chế nó hãy áp dụng những điều sau tuy đơn giản nhưng chắc chắn vô cùng hiệu nghiệm một hành sự thận trọng và chuyên cần phàm là việc gì bất kể lớn nhỏ hành sự thận trọng có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn gặt hái được thành công đúng như mong đợi quý vị nên dành chút thời gian đọc thật kỹ những dự đoán hung cát về vận trình năm 2024 cũng như tổng quan từng tháng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra phía trên, từ đó, bạn chủ động biết được giai đoạn vận khí lên xuống, biết tiếng thái đúng lúc, đúng chỗ, dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, phòng tránh vận xui đeo bám, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân, một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè. Mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xuôi khí từ đó cũng bị tiểu trừ, các khí gia tăng. 3. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, người tuổi canh tí có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, tuổi canh tí có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng xa đà quá vào mà thôi. 4. Tập trung yếu tố nhân hòa, chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số, vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý, khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình, hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái, chính điều đó có thể giúp tuổi canh tí tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. Tuy nhiên, quý vị cũng nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe, thì tử có tự thành thăng hoa, lười làm lười nghỉ, gốc yếu thân cột, tưới bao nhiêu nước, cãi bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ, thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Thưa quý vị, dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra một vài dự đoán về vận hạn, hung cát của người tuổi canh tí theo từng tháng âm lịch. Trong năm Giáp Thìn 2024, Vận trình sẽ có lúc thăng khi trầm, quan trọng là đương số luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần, công việc xuôn sẻ, có thể ký kết hợp đồng thuận lợi, có điều sức khỏe giảm sút, chú trọng cân bằng cảm xúc từ bên trong. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão, đề phòng tiểu nhân gây chuyện thị phi, danh dự bị tổn hao, tiền bạc hao tán không ít cho các mối quan hệ kém chất lượng tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn, có quý nhân phù trợ, việc lớn nhỏ đều thành, tiền bạc đến từ nhiều nguồn, tuy nhiên cần đề phòng bị mất trộm. Tháng 4 năm 2024, tháng kỳ tỵ mưu sự trước bất lợi, sau nỗ lực mới thành, vì thế đừng vội bỏ cuộc giữa chừng, tình cảm có dấu hiệu dạ nứt, người độc thân gặp đào hoa xác cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Tháng 5 năm 2024, tháng canh ngọ, bất ổn về tinh thần, khiến đương số đưa ra một số quyết định sai lầm có thể trong công việc hoặc chuyện tình cảm, đề phòng đi lại đường sông nước. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi, các khí bất tụ, tinh lực tổn hao, khó tránh đau yếu, bệnh tật, tiền bạc tiêu hao nhiều, đa phần liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân, mưu đại sự dễ thành vì được quý nhân tương trợ, thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ giao tế chất lượng, có lợi cho sự gia tăng quyền lực hoặc chức vụ, tháng 8 năm 2024, tháng quý dậu, lấy lại được những gì đã mất trước đó, nợ nần được thanh toán triệt để, đào hoa vận nở rộ, tốt cho người độc thân, các cặp đôi đón tin vui con cái. Tháng 9 năm 2024, tháng giáp tuất, đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ, giữ cô nã cho chắc, tránh khoe khoang kẻo bị soi mói, mất trộn lúc nào không hay. Tháng 10 năm 2024, tháng ất hợi, tài khí vượn, kinh doanh buôn bán phát đạt, cơ hội tốt để kiếm nhiều món hời, tiền thu về đầy túi, có điều tình cảm gia đình bất lợi, đề phòng có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý, sự kìm hãm về cảm xúc khiến tinh thần đương số bất ổn, thiếu sáng suốt khi phải đưa ra quyết định quan trọng, cơ thể vì thế mà cũng suy nhược, chú trọng nghỉ ngơi, thư giãn hơn là suy tín quá nhiều. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu, bận rộn công việc, Đổi lại có nguồn thu rất tốt, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu pha nhiều cho việc lớn như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa hoặc mua sắm lễ Tết. Quý cô bác anh chị thân mến, với mỗi cô bác ở độ tuổi này thì việc sức khỏe suy giảm là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu như biết chăm sóc, giữ gìn thì quý cô bác sẽ có một sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, và ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị một số cách để nâng cao sức khỏe của cô bác trong thời điểm này. Một tăng cường hoạt động thể chất. Đây là cách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đầu tiên bạn có thể áp dụng ngay. Tích cực tham gia các hoạt động thể thao đối với người già là một liệu pháp rất hữu ích. Ở các hoạt động thể chất, không chỉ giúp cơ thể dẻo dai khỏe khoắn, mà còn giúp tinh thần minh mẫn tỉnh táo hơn mỗi ngày. Đối với người cao tuổi có thể cân nhắc thực hiện các bài tập nhẹ nhàng từ 20 đến 30 phút mỗi ngày cho các bộ môn như đạp xe, đi bộ, bơi lội, thể dục nhịp điệu. 2. Bổ sung các chất cần thiết ở độ tuổi càng lớn, cơ thể càng có nhiều lão hóa như giảm cơ, giảm axit dạ dày, các bộ máy nội tạng cũng không còn hoạt động năng suất như trước đây. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất của cơ thể, vậy việc bổ sung thêm các loại vitamin và khoáng chất sẽ giúp cơ thể có được các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ các cơ quan hoạt động tốt hơn. Các loại vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng mà bạn có thể cân nhắc bổ sung cho người cao tuổi như vitamin D, vitamin B12, canxi, protein Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng trong một thời gian dài, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước nhé. 3. Ăn các thực phẩm sạch là cách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tốt nhất. Để hạn chế các chất độc hại đi vào cơ thể và làm giảm áp lực cho gan về lâu dài, việc ăn uống các thực phẩm sạch là tiêu chí bạn nên lưu ý hàng đầu, đặc biệt là với người cao tuổi, khi các cơ quan chức năng hoạt động chậm dần thì việc đào thải chất cặn bẩn cũng sẽ trở nên khó khăn. Cách tốt nhất để chăm sóc người cao tuổi là bạn nên hạn chế mua thức ăn bên ngoài, thực phẩm đóng hộp, đồ đông lạnh, hãy chọn các thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng, ăn chín uống sôi để đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho cơ thể. 4. Hạn chế tình trạng căng thẳng. Có thể bạn chưa biết, nếu thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, chịu áp lực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, đặc biệt là đối với người cao tuổi, tình trạng về tâm lý có thể gây ra những hậu quả nặng nề. Vậy nên người cao tuổi không chỉ cần được chăm lo về thức ăn sinh hoạt hàng ngày, mà đời sống tinh thần cũng rất quan trọng. 5. Thư giãn và nghỉ ngơi điều độ. Một cách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đơn giản chính là hãy lên lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi phù hợp để hạn chế các vấn đề về não bộ. Người cao tuổi cần có chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi một cách hợp lý, thời gian ngủ lý tưởng trong ngày là từ 8 tới 10 tiếng. 6. Lên lịch khám sức khỏe hàng năm. Một trong những điều không thể thiếu khi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi chính là nên khám tổng quát định kỳ. Đây là hình thức kiểm tra để phát hiện sớm những vấn đề, bệnh lý đang tiềm ẩn trong cơ thể người cao tuổi nên lên lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần trong năm. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi dông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình may mắn nào cũng được nắm bắt xui xẻo nào cũng được tránh xa để vạn sự hanh thông triệu điều như ý quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau xin cảm ơn